Rồi, chúng ta tiếp tục thầy phần lý thuyết số này. Thuyết số nhà trang 20 nhá. Trang 20 này. Mày bỏ đồ chơi đi Rồi. đi. Lý Nào, có bao nhiêu số chẵn? Có hai chữ số. B 45. Ok. 45 Lý số nha. Hãy nhớ cho thầy là có 45 số chẵn có hai số và 45 số lẻ có hai số nha. Vậy tổng có 90, một nửa là số lẻ, một nửa 30 số chẵn. số và 10 chữ số có một chữ số. Đúng rồi. Rồi, câu số 2 là bao nhiêu? Là 40. Tổng là 60 đúng không? B. Vâng, Tổng B là 20, kết quả là D ạ. B. Tổng hai số là 60. Ok. Thôi là B Bây hai. giờ Đây như đây đây này. đây đây. Làm nhanh ra cho Không thầy như này. Đây là A này. Làm nhanh như thầy. A là hai phần. Để mình hiểu, B là một phần. Đấy, cái này là 60. Vậy từ đây mình suy ra B là một phần đúng không? B sẽ bằng là 60 chia 3 phần là xong. Đấy, bằng là 20. 20. Huy Tùng làm rồi đi, vẽ sơ đồ vào. Các con, tất cả mọi người vẽ sơ đồ vào. Sau đó làm này vào, nhìn tay. Nhưng mà con không có. Con xong rồi ạ. Huy Tùng không có cái gì? Giấy. Sao không có giấy? Thế con học bằng cái gì? Tùng một tài liệu. Thế con học không tài liệu à? Tài liệu con đâu? Đấy bà đấy con đấy. Mà tài liệu gì? Tài liệu này là gì con? Cái trong túi kia. Sao lại không có? Ừ, Sao con. không có? Để con tìm nã. Tìm lại nhanh lên nào, nhanh lên. Rồi, ok, tiếp cho thầy câu số 3 này. Bốn sao. Đây, phải trang đấy, trang bao nhiêu á? Trang 20. Nè. Thế Huy À, Tùng Huy... Nào, câu số 3 nhé. câu số 3. Nào, Rồi, đây ạ. tìm cái giá trị của số tiếp theo bao nhiêu? D. 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 Vì sao? D. Vì Chỉ sao? Vì D. sao? D. Bởi vì 1 cộng 5 là 6. 5, 6 cộng 10, 6 cộng 15, 10. 20, 25, 35. 30. Ở đây phải 35. là cộng với 35. Thì phải là 141. Là 141. D. Được chưa? D. Rồi, đây cũng số 3. 140. Đúng rồi. Câu số 4. Câu số 4 có ra 92. Câu số 4. Câu số 4 này. 92. Nào, câu số 4 này. Câu số 4 có ra 92 ạ. Anh Trương đọc câu số 4 xem nào. Finish gọn. Hai bạn Finish và Fred nhận kết quả bài kiểm tra. Tổng số điểm của hai bạn là 162. Điểm của Điệp 162 điểm và Phoenix cao hơn Fred 22 điểm. Hỏi số điểm của Phoenix là bao nhiêu? Thì có 162 có sẽ trừ đi 22 điểm kia thì sẽ chỉ còn lại 140. 140 chia đều cho 2 là được 70. 70 cộng với cả 22 điểm của bạn Phoenix sẽ được 70 cộng thì 22 là được 92 điểm. Vậy Phoenix là 92 điểm. Ok. Có cách nào khác nhanh hơn không? Đấy hơi lòng hoàng. Cách 1. Cách 1 là bạn ấy tìm bạn này trước. Đó là lấy 162 trừ đi 22 Là chia cho 2 140, 140 bằng chia cho 2 70. là 70, 70 cộng với cả 22. Đấy. Vậy từ đây bạn sẽ tìm ra được là các bạn phi như kia lấy 70 này cộng với 22 bằng 92. Ok. Có một cách số 2. Cách 2. Đó là lấy 162 cộng luôn với 22. Sau đó mình chia cho 2, thế là xong, vẫn bằng 92. Hay hay Được hay không? Hiểu chưa? hay Vậy thì đến cái này. hay Cái chỗ này. Ok thầy, nhưng mà Phoenix
Phoenix ít điểm hơn mà thầy. cao hơn Frank này. ít điểm hơn Phoenix mà 162 cộng với 22 là 184, chia chia ra là được 92, thế là bằng nhau. Phải nhớ là đây là của bạn là bạn Phoenix nhá. Hiểu Phoenix nhiều hơn thì phải cộng chứ. đấy, hiểu chưa? Cộng vào chia 2. Đây là tổng này, trừ đi hiệu này, tổng cộng hiệu mà chia 2 thì nó chính là số bé này, Số bé. đúng không? Số bé nhá. Còn cái này là tổng này cộng với hiệu này mà chia 2 thì nó chính là bằng số lớn này. Số Được chưa? Mình tìm số bé trước, sau đó mình thế cộng với thì hiệu và số bạn lớn. Fred thế thì bạn Fred sẽ là Lấy 92 trừ đi 22. anh Nếu bằng làm cái cách 70. này mà muốn tìm số điểm của bạn Fred này thì lấy 92 này trừ đi 22 là xong. Được chưa? Thôi là các con làm cả hai cách này nhé. Ok. Mình khoanh một câu C này. Nên đây nha. Rồi tốt lắm. Đấy là câu 4 nhá. Tiếp câu 5 này. Câu 5 này thì Câu 5. nào, thay vào A chính bằng B bằng 5, B chính bằng 7. Thay vào đây. 5 sau 7 chỗ này sẽ bằng là 5 nhân 7 trừ đi 7 7 bao nhiêu nhỉ? 28 Ok, 28. Đúng rồi. 28. Xong chưa? Xong rồi. Đấy là câu số 5. Nhìn đây nha. Rồi, để câu 5 nhá. Là anh Du này. Nào câu 6 này. Câu 6. M là tổng của số đáng lớn nhất có hai Số số. chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98. Đúng. 98. Và số này nhất có ba chữ số là Số này nhỏ nhất có ba 101. chữ số là 101. 101. 101. Đúng. 98 cộng 101. 199. Kết quả là A 199 á. Ok chưa? Quả là nhanh nhẹn. Rồi. Làm nhanh như thầy gạch chân này, đây là 98, đây là gạch chân này ba số là 101. Nó sẽ ra được là 199, nhanh lên Huy Yeah. Tùng. Rồi, tiếp tục câu số 7 nào. Này là có Oh, chỗ để cho học sinh ghi. rồi. Biết A gấp A gấp 9. 9 lần B. Hiệu của A và B là 360. Vẽ xuống nhé thầy. A 9 phần. B là 1 phần. Được chưa? Hiệu A và B là 360. Chính là phần này. 360. 360 chính là mấy đây? Mấy phần đây? 260 360 chính là mấy phần đây? 2 phần 260 6 90 phần 8 phần 60 9 trừ 1 8 phần. đúng không? Vậy thì suy ra là một phần là bao nhiêu? Một phần là Sao 80. lại một phần 80 80? Rồi 360 chia cho chia chia 9 trừ cho 1 ấy. Chia 9 8. trừ 360 chia cho 8 bằng 360 chia cho 8 Bao nhiêu? bằng bằng 45. Đúng, 45. Đấy là một phần. Vậy suy ra A bằng 9 phần. Nào lấy 45 nhân với 9 9. bằng 3.
bằng 410. Tính lại. Bao nhiêu? Bốn lăm nhân chín thì bằng 5945 đến 515 à? 436 nhân 4 là 40, 405 chứ. 405 chứ 415. Nhá, biết thôi tính lại nha này. Thầy tính toán cẩn thận nhá, tính cẩn thận nhá. Rồi, như vậy đấy là câu số 7 nhá. Nào câu số 8. Tìm quy luật. Quan sát quy luật này, sau đó tìm hiệu. Tìm hiệu của số thứ 54 và số thứ 55. Không xíu ơi. Để điều này phải tìm quy luật nhá. Đây là 2. Vâng. Đây là 4. 4. Ta 2 4 6 8. 12 14 16 gì cả. Vừa vào các số chẵn liên tiếp. Chắc sẽ là 31. Nhưng mà nếu làm cách này thì nó sẽ dài lâu. Tìm cách nào khác đi nha. Để quy luật nhá. Câu này là câu rất khó này. Câu này là câu cực kỳ. Nếu mà làm theo cái này thì thầy nghĩ là nó sẽ rất lâu. Cho nên phải tìm một quy luật mới. Con đúng quy luật nhân rồi con không thấy nhân ra. Một này này. Là không nhân một. Một là không nhân một. Không nhân ba. Ba là do là. Một nhân hai. Cộng một bằng ba. Bảy là do là hai nhân ba. Cộng một bằng ba. Ăn bảy nhỉ. Thấy không? 0 1 2 kia là 1 2 3. Vậy 13 sẽ là 3 là mấy nhỉ? 3 nhân 3 nhân 1 cộng 1 13. 13. Hiểu không? Còn 21 sẽ là tiếp theo là 4 nhân với 5. 4 nhân với 5 cộng với 1 bằng 21. À. Cái số thứ 5. Vậy số thứ 5 để ý này. Số thứ 5 thì sẽ là 4 nhân 5. Vậy số thứ 54. Hiểu không? Số thứ 54 sẽ là 53 nhân 54. Hiểu chưa? Số thứ 55 sẽ là 54 nhân 55. À, đơn vị cộng 1 rồi. 321. Hiểu ý này chưa? Từ thứ 55 và 321. Không, mình làm thế là lâu lắm. Bây giờ ấy, từ đây suy ra là lấy cái số thứ 54. À, hiệu còn tìm đúng không? Hiệu còn tìm sẽ là bao nhiêu? Có nghĩa là 54 nhân 55 cộng với cái 1 này trừ đi 1 thôi được rồi, cộng 1. Thế đây lại phải trừ đi là trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 53 nhân 54 cộng 1 đấy. Và đây sẽ bằng là một cái quy luật cực kỳ dài. À, sẽ ra đây là bao nhiêu? 54 mình nhân 55 và trừ đi 53 nhân 54. Bởi vì 1 trừ 1 hết rồi. Hiểu chưa? Rồi, đến đây mình thấy có 54 giống nhau. Hiểu ý chưa? Thì lúc này mình vận dụng kiến thức mình được học. Đó là nhân từ chung ấy, thì lấy 55 trừ đi 53 thì sẽ bằng là 54 mình nhân với 2 bằng 108. Đấy. Đó là như thế. Yeah. Rồi nhanh tay làm thầy bài này bà. Đây.
Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn con đã tham gia trọn vẹn buổi ngày hôm nay. Hẹn lại anh chị và con vào buổi hôm sau. Về nhà làm thầy từ câu số 9 nha. Của phần lý số này làm hết phần lý số nha. Đấy, Rồi, tôi ok. là Các bạn lớp 5, 3 3, 9 đấy.